Thái Dương số nhận 003. Xin mời. Đi đâu ai cũng nhớ về tối giờ đất tổ. Miss Red Camon. Yumi, em bắt con nai dọc nhảy 67. Và bây giờ chúng ta cùng chuẩn bị đến với phần trình diễn của số máy danh 006. Xin mời. Yeah, Miss Grand Hòa Nhất, thành phố Hồ Chí Con gái độc xin ai cũng đẹp như tiên. Bông quả Miss Grand Long Xuyên An Giang. Bà ơi bà, cháu yêu bà Nghĩa Dũng Hà. Tiếp theo và bây giờ sẽ là số bao nhiêu? 009. Sự kiện này, các bạn nào ở quận 7 hãy cổ vũ cho Miss Grand học môn. Miss Grand học môn. Rồi, xin được cảm ơn những sự sống bây giờ phòng 1-2 của chúng ta. Và bây giờ chúng ta cùng tiến lên phía trước. Ba bước nhé. Dạ, cái này là chia vui hay là chia buồn này nhất đã đến. Ladies and gentlemen, and the winners of Nobody. Ai hả? Nobody. Sẽ có những kết quả mà khán giả lựa chọn không đúng với ý kiến của Thiên Ân cũng như là chị CEO. Và nhưng mà cũng có những kết quả. Xin được chúc mừng Miss Gobop. Thưa các bạn, Miss Gobop đã trở thành Miss Mini Game của chúng ta ngày hôm nay. Thương hiệu Nam An. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Xin mời các bạn cùng quay về vị trí. Còn bây giờ Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang có mặt trong buổi họp báo khởi động Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 và Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023. Good afternoon, ladies and gentlemen, and a very warm welcome to Miss Grand International 2023 and Miss Grand Vietnam 2023. Được diễn ra tại Saigon Sound Marina Club, một trung tâm sự kiện giải trí hội. Two competition in 2023, Miss Grand International and Miss Grand Vietnam. So to present a fantastic chance to share with friends around the world the essence of Vietnamese culture and tourism. Và để tham dự buổi họp báo, tất cả quý vị, các nhà tài trợ, các fan hâm mộ sắc đẹp, các hoa á hậu, các anh chị báo chí đã có mặt ngày hôm nay trong một buổi ra mắt cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam và Hoa hậu Hòa bình Quốc tế hôm ngày hôm nay. Dear people artists, good evening, our beauty queens and all the fan and all the press agency, once again, welcome to our press conference to announce the Miss Grand International and Miss Grand Vietnam 2023. Kính thưa quý vị, từ năm 2013 thì Việt Nam đã bắt đầu, cũng là năm đầu tiên cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế tổ chức tại Thái Lan. Và từ năm đó, Việt Nam chúng ta đã cử các thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế với danh nghĩa Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. From the first Miss Grand International organized in Thailand in 2013, our country Vietnam also sent our beautiful girl to attend and to compete in this beauty competition from 2013 until now. Và năm 2017, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ký giấy phép cho phép cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế tổ chức tại Việt Nam.
And in 2017, our government had also agreed to agree for the competition Miss Grand International, Miss Grand Vietnam to be organized in Vietnam. Năm 2021 là một năm ghi dấu rất là đặc biệt cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Đó là Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam đã đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế, tạo nên một cái dấu mốc lịch sử cho nhan sắc Việt Nam. And 2021 is a big milestone for Vietnam in Miss Grand International and Miss Grand Vietnam as well. That is the winning, the victory of Nguyễn Thúc Thùy Tiên in Miss Grand International 2021. Và đánh dấu cho dấu mốc lịch sử đó thì từ năm 2022, chúng tôi bắt đầu tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, chính thức với tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Miss Grand Việt Nam. And from 2022, we are officially organizing Miss Grand Vietnam contest in Vietnam with the name Miss Grand Vietnam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Và ngay từ năm đầu tiên tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam đã tạo được những dấu ấn rất là đặc biệt trong lòng người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam cũng như là trong lòng giới chuyên môn. And the first season of this contest organizing in Vietnam, we get a lot of success and a lot of awareness from our beauty fan in Vietnam and international fan. Kính thưa quý đơn vị tài trợ, năm nay chúng tôi rất là vinh dự được bệnh viện thẩm mỹ Nam An với cơ sở vật chất rất là hoành tráng tại thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ chúng tôi đăng cai cuộc thi này tại thành phố Hồ Chí Minh. And this year we are so lucky that we have the company from Nam An Hospital. So we would like to give sincerely thanks to Nam An Hospital for your cooperation. Cảm ơn bác sĩ Khải đã đồng ý giúp chúng tôi với vai trò cố vấn về nhân chất học. Thank you so much, Dr. Khải, for your cooperation as a consultant for the competition. Và xin trân trọng cảm ơn người bạn hàng đã tiếp tục cùng chúng tôi là nhà tài trợ kim cương cho năm nay, đó là thương hiệu Collagen Elastin. And once again, I would like to give a deep gratitude and a big thanks to our big friend, our close friend. This is the Elastin brand. It's a collagen brand that you are one more season accompanying with us with the Miss Grand Vietnam. Cảm ơn Hoa hậu quý bà Hoàng Vũ Hoàng Thanh Nga tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi chương trình này với vai trò là nhà tài trợ kim cương, and thank nhà you so tài much. Trợ Vương Miện. And thank you so much, Mrs. Hoàng Thanh Nga, Mrs. Universe International with the role of crown sponsor. Và cũng xin trân trọng cảm ơn tất cả những nhà tài trợ, những đơn vị đồng hành khác đã, đang và sẽ giúp chúng tôi tạo nên thành công của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cũng như là Hoa hậu Hòa bình quốc tế tại Việt Nam trong năm nay. And I would like to give a sincere thanks to all the sponsors and all of the partners that you are always accompanying with us and support us throughout the competition last year and this year as well. Dear Miss Teresa and Miss Isabella, it's a very a great honor for us to have you here in the kick-off press conference for Miss Grand Vietnam and Miss Grand Miss Grand International, và đặc biệt là Đương Kim Miss Grand International, Isabella. Have a great admiration for all the things. Và tôi mong rằng là chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực, cùng nhau hỗ trợ chúng tôi để có thể thực hiện được cái điều tốt đẹp đó. So we always thinking about a big occasion, a big amazing thing happen each year in the beauty contest for our beautiful girl in Vietnam to have some special things, some winning with the big international beauty competition each year. Kính chúc quý vị một buổi chiều thật là vui với cuộc họp báo khởi động Miss Grand Việt Nam và Miss Grand International. Xin cảm ơn. We wish you a happy and to Chủ tịch Miss Grand International, Mr. Nawab Israq Rasim. Miss Grand International, Hoa hậu Hòa bình quốc tế, một trong những cuộc thi nhan sắc lớn nhất trên thế giới được tổ chức lần đầu vào năm 2013. Hướng tới thông điệp chấm dứt chiến tranh và bạo lực, Miss Grand International tìm kiếm những người đẹp hoàn hảo về cả ba yếu tố gì, body, beauty and brand. Luôn nằm trong top các cuộc thi được giới chuyên môn đánh giá cao với sự chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng.
Việt Nam đã giữ vững bản thành tích vô cùng đáng nể tại đấu trường sắc đẹp quốc tế này khi giữ vững chuỗi ăn khớp 7 lần trong suốt 10 năm tham gia cuộc thi và bùng nổ với chiến thắng của Nguyễn Thúc Nguyên Kim với danh hiệu Miss Grand International 2021. Thủy Tiên đã đạt được rất nhiều thành tựu và cô đã có một hành trình đã đến với Việt Nam tham quan bảo tàng chứng tích chiến tranh. Hành trình của Isabella Menin sẽ lan tỏa thông điệp mạnh mẽ của Miss Grand International. We are Grand, the one and only. Những dự án cộng đồng ý nghĩa sẽ mang tới lòng nhân ái và giá trị yêu thương của đương kim Miss Grand International 2022 Isabella đến với người dân Việt Nam. Đến thăm chia sẻ với những em bé mồ côi và khuyết tật tại trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp. Năm 2023, Miss Grand International chính thức trở lại Việt Nam. Cuộc thi do Sen Bạc Entertainment nắm bản quyền tổ chức. Tất cả đã có lúc chuẩn bị cho sự kiện nhan sắc nóng bậc nhất hành tinh vào tháng 10 năm 2023. Hãy cùng chào đón một mùa Miss Grand. Beauty Queen, because since we arrived here, we received so much